hàng nghìn người sẽ đổ về Las Vegas để được chiêm ngưỡng và trải nghiệm những thiết bị điện tử cùng các phát minh mới nhất tại triển lãm công nghệ tiêu dùng lớn nhất thế giới CES. Mối lo ngại về các ca mắc biến chủng siêu lây nhiễm Omicron tại Mỹ liên tục tăng cao, khiến nhiều đại gia công nghệ như Amazon, Alphabet, công ty mẹ của Google, Meta Platform, chủ nhân của Facebook, quyết định rút khỏi buổi triển lãm trực tiếp và chỉ tham gia sự kiện trên nền tảng kỹ thuật số. Tuy nhiên, theo các nhà tổ chức, vẫn còn rất nhiều điều thú vị trong lần triển lãm này. Điều quan trọng nhất là chúng tôi được trở lại Las Vegas sau 2 năm vắng bóng để giới thiệu những phát minh sáng tạo trên toàn cầu. Thật vui mừng. Ở đây chúng tôi có hơn 2.200 công ty, trưng bày những sáng tạo đáng kinh ngạc mà họ phát minh trong thời gian đại dịch vừa qua. Giới thiệu rất nhiều thứ từ robot đến trí tuệ nhân tạo, tới 5G, NFTs, rất nhiều công nghệ, có cả công nghệ thực phẩm hay công nghệ vũ trụ. Có quá nhiều thứ mà chúng tôi tập trung vào mà trước đây không hề nghĩ tới. Điều đó đã thay đổi chỉ trong vòng một vài năm. Triển lãm điện tử tiêu dùng CES được tổ chức hàng năm là nơi các chuyên gia và những người trong ngành tham gia trưng bày những sản phẩm, cải tiến mới nhất của mình. Ngoài các tập đoàn, công ty công nghệ lớn, đây còn là diễn đàn cho các công ty khởi nghiệp trưng bày ý tưởng sáng tạo, sản phẩm độc đáo để thu hút đầu tư. Ý tưởng của sản phẩm là nếu bạn phải bay một chuyến bay dài 8 giờ và có ai đó ho ngay bên cạnh thì bạn vẫn sẽ được bảo vệ. Tôi cho rằng nó có thể bảo vệ bạn khỏi virus SARS-CoV-2, nhưng tất nhiên vaccine vẫn hơn nếu không muốn đeo nó mọi lúc mọi nơi. Gối chuyển động dành cho người ngáy là một giải pháp đột phá nếu bạn ngủ ngáy. Có một hệ thống chuyển động và tai nghe được gắn vào trong gối. Khi bạn ngủ, nó sẽ lắng nghe và phát hiện tiếng ngủ ngáy của bạn. Sau đó, 4 chiếc túi khí trong gối sẽ xẹp xuống từ từ và nhẹ nhàng. Nhờ đó mà đầu của bạn sẽ được quay nghiêng và thế là bạn sẽ hết ngáy. Ước tính có khoảng 170.000 người đến triển lãm, nhưng sự lây nhiễm của biến thể Omicron đã khiến nhiều người phải cân nhắc kế hoạch di chuyển. Các tập đoàn lớn như General Motors hay Mercedes, Sony Group cũng đã rút hoặc giảm nhân sự tham gia sự kiện trực tiếp. Tất cả người tham dự đều được yêu cầu trích ngừa vaccine đủ liều và đeo khẩu trang khi tham gia sự kiện. Ban tổ chức cũng cung cấp kit test xét nghiệm COVID-19 tại chỗ. Sau thành công vang dội tại Los Angeles Auto Show, với màn công bố hai mẫu ô tô điện VF-E35 và VF-E36 đưa VinFast trở thành thương hiệu xe điện toàn cầu, hãng ô tô Việt thông báo sẽ tiếp tục tham dự triển lãm điện tử tiêu dùng CES. Tại đây, VinFast sẽ trình làng thêm 3 mẫu ô tô điện mới, đồng thời trình diễn các tính năng thông minh được phát triển bởi VinFast và các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ ô tô.